Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa mới tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 12 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, đập Tam Hiệp, công trình ảnh hưởng tới cả vận tốc quay của trái đất. Một công trình khổng lồ, một kỳ quan xây dựng của người Trung Quốc, điều gì sẽ xảy ra khi đập Tam Hiệp vỡ? Câu hỏi này được đặt ra ngay khi đập Tam Hiệp còn chưa được xây dựng. Và sau bao năm, người ta vẫn đi tìm đáp án, giả tưởng của câu hỏi đó. Một điều nữa cũng được nhiều người quan tâm là đập Tam Hiệp vững chãi ra sao? Liệu đập Tam Hiệp có bị vỡ hay không? Ngay cả khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, tất cả sẽ được kể trong câu chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa tìm cách khai phá sức mạnh của những con sông và vừa mong hạn chế sức tàn phá của mưa lũ. Đó là lý do hàng nghìn con đập và kênh rạch cũng như đê kè đã ra đời. Ước tính từ những con đập nhỏ nhất cho đến những con đập lớn nhất thì Trung Quốc bây giờ có khoảng gần 90.000 con đập. Chúng được xây dựng để kiểm soát lũ lụt, để hỗ trợ tưới tiêu, để điều hướng dòng chảy và để tạo ra điện. Đập Tam Hiệp chỉ là một trong số những con đập được xây dựng ở trên sông Dương Tử mà thôi. Nhưng Tam Hiệp chắc chắn là con đập nổi tiếng nhất. Tên của công trình này được đặt theo tên của địa danh, nơi mà xây dựng nó gần 3 hẻm núi ở sông Dương Tử. Thực tế thì ý tưởng xây dựng đập Tam Hiệp đã có từ thời Quốc Dân Đảng, tức là từ những năm 1920. Tuy nhiên, hàng chục năm chiến tranh rồi nhiều lý do khác khiến cho người ta không dám thực hiện công trình này. Đến những năm 1950 thì ông Mao Trạch Đông mới hồi sinh dự án và chỉ đạo nghiên cứu tính khả thi tại một số điểm dự định để xây dựng. Và dự án bắt đầu được lên kế hoạch chi tiết từ năm 1955. Phe ủng hộ khẳng định đập nước này sẽ giúp kiểm soát lũ lụt hai bên bờ sông, thúc đẩy thương mại và cung cấp điện năng cho nhiều người Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, những người phản đối lo lắng nguy cơ vỡ đập và hậu quả khủng khiếp về nó, cũng như việc hàng triệu người khi mà xây dựng công trình này sẽ phải di rời, sẽ phải mất chỗ ở, phá hủy cảnh quan thiên nhiên, những công trình di tích và những kiến trúc khảo cổ. Cuối cùng, phần còn lại là câu chuyện của lịch sử. Đập Tam Hiệp được khởi công từ năm 1994 và vận hành toàn phần từ tháng 7 của năm 2012. Con đập này cao 185m, dài hơn 2,3 km, là một phần của dự án Thủy điện Tam Hiệp, một hệ thống kiểm soát thủy lợi đa chức năng, chắn ngang con sông Dương Tử ở địa bàn của tỉnh Hồ Bắc. Đây chính là con đập thủy điện lớn nhất thế giới với 34 tổ máy phát điện. Tất nhiên rồi, ngoài sản xuất điện, đập còn được thiết kế để kiểm soát dòng chảy của sông Dương Tử bằng cách điều chỉnh lượng nước chảy xuống những vùng trung và hạ lưu. Đập Tam Hiệp sẽ giúp giảm bớt lũ lụt ở những thành phố như là Vũ Hán và Nam Kinh. Hồ chứa của đập nhấn chìm một khu vực trải dài đến 600 km về phía thượng nguồn. Cũng chính bởi những điều này nên người ta lo lắng về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp. Tại sao lại xuất hiện những cái thông tin về vỡ đập Tam Hiệp? Bởi vì có rất nhiều những câu chuyện chưa được kiểm chứng nhưng lại trở nên rất phổ biến trên mạng Internet. Ngay sau ngày khai trương đập Tam Hiệp và nó đã lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội trong suốt những năm qua. Theo những người ủng hộ lý thuyết đập Tam Hiệp có thể bị vỡ, thì đập Tam Hiệp đang trải qua việc biến dạng cấu trúc và đang trên bờ vực bị vỡ. Từ đó sẽ làm ngập lụt vùng hạ lưu sông Dương Tử và sẽ tạo ra một thảm họa chưa từng có. Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố rằng những thông tin này là vô căn cứ, nhưng những người ủng hộ điều này cho rằng chính phủ đang tìm cách để mà che giấu thông tin và những người ủng hộ thì dựa vào các hình ảnh được tìm kiếm trên Google Maps, tìm kiếm trên mạng Internet để mà nói rằng đập Tam Hiệp thực sự bị biến dạng. Còn chính phủ Trung Quốc thì luôn khẳng định những hình ảnh này không phải là sự thật. Nhưng khi vấn đề được đặt ra thì đúng là cũng nên có những thử nghiệm để xem. Nếu mà đập Tam Hiệp bị vỡ thì điều gì sẽ xảy ra? Ước tính có khoảng 400 cho đến 600 triệu người đang sống ở hạ lưu của sông Dương Tử, trong đó có những vùng thịnh vượng nhất như là Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Nếu mà đập Tam Hiệp, đập nằm ở tỉnh Hồ Bắc bị vỡ, hậu quả xảy ra sẽ là ngoài sức tưởng tượng, cho từ 400 đến 600 triệu người. Có nghĩa là khoảng trên dưới 1/3 dân số Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp về mạng sống nếu mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Thế nên, những chuyên gia Trung Quốc đã tiến hành các thử nghiệm mô phỏng xem hậu quả sẽ ra sao nếu mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Trường hợp mô phỏng ở đây là đập Tam Hiệp bị vỡ dưới áp lực nước khổng lồ, chứ không phải là bị tấn công. Ngay sau khi đập Tam Hiệp bị vỡ, thì một bức tường nước cao khoảng 100m sẽ được giải phóng với sức mạnh kinh khủng. Vì hai bên bờ sông Dương Tử đều bị chắn 10 núi cao,
nước lũ không thể trải lan ra các vùng khác và nó sẽ tạo thành một cái máng khổng lồ. Vào thời điểm mà đập mới bị vỡ, lũ sẽ có tốc độ hơn 100 km/h. Đập Tam Hiệp chỉ cách thành phố Nghi Xương ở tầm 50 km, do đó chỉ khoảng 30 phút sau khi vỡ đập thì những đập nước ở bên dưới cũng bị vỡ theo và thành phố Nghi Xương sẽ không tồn tại. Những mô phỏng cho thấy nước sẽ cao 20 m, đổ bộ xuống thành phố Nghi Xương với tốc độ 70 km/h và nhấn chìm thành phố này. Ngay sau khi tràn qua Nghi Xương, lũ sẽ tiếp tục xuôi dòng sông Dương Tử, nhấn chìm những thị trấn làng mạc xung quanh với tốc độ ít nhất là 60 km/h. Lúc này thì độ cao của lũ đã giảm dần xuống chỉ còn 15 m mà thôi. Sau khi tấn công các thành phố này, lũ sẽ thoát khỏi vùng thung lũng và tiến tới vùng đồng bằng. Nước bắt đầu tràn ra xung quanh theo hình cánh quạt, ảnh hưởng đến hàng loạt những khu vực xung quanh. Khi lũ đã xuống đến đồng bằng, độ cao sẽ giảm xuống còn khoảng 8 m và tốc độ cũng là 25 km/h, nhưng cũng là cực kỳ khủng khiếp. Sau đó, lũ sẽ đổ bộ tới thành phố Kinh Châu, thành phố rất nổi tiếng với câu chuyện Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu ngày xưa, và nước tiếp tục tiến thẳng tới Vũ Hán và các thành phố khác. Người ta ước tính rằng trong vòng 5 giờ sau khi đập Tam Hiệp vỡ, nước lũ sẽ tới những thành phố, những khu dân cư cách đập Tam Hiệp khoảng 350 km về phía hạ lưu. Lúc này, những thành phố này sẽ chìm trong khoảng 5 mét nước. Vì vậy, Hồ Động Đình có thể đóng vai trò là một vùng đệm và làm giảm ảnh hưởng của lũ. Chúng ta có thể đi đến kết luận rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, phần lớn diện tích của các tỉnh là Hồ Bắc, Trung Khánh, Tứ Xuyên và nhiều tỉnh thành khác sẽ ngập trong đại dương nước. Ngay sau khi vỡ, đập sẽ là tình trạng sạt lở đất nghiêm trọng. Nước từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục tràn về, săn phẳng các tỉnh thành ở hạ nguồn. Thiệt hại về người và vật chất lúc này là không thể đếm được, nhưng thiệt hại này chỉ nằm trong đất nước Trung Quốc mà không ảnh hưởng đến các quốc gia láng giềng. Đó là những thiệt hại trực tiếp do ảnh hưởng của sức mạnh dòng nước, còn thiệt hại gián tiếp hơn thì kinh tế thế giới cũng có thể bị ảnh hưởng bởi vì những cái chuỗi cung ứng bị gián đoạn và thảm họa tài chính sẽ xuất hiện. Để mà dễ hình dung thì chỉ với một con tàu bị mắc tại kênh đào Suez cũng có thể khiến cho cả thế giới phải đảo lộn rồi. Và nếu như thảm họa này xảy ra vào Trung Quốc thì thế giới sẽ như thế nào? Trong trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì liệu có nơi nào trú ẩn an toàn cho người Trung Quốc hay không? Theo thử nghiệm mô phỏng, nếu mà sự cố vỡ đập thực sự xảy ra, nơi trú ẩn an toàn nhất sẽ là Thần Nông Giá. Một khu vực nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Bắc, Thần Nông Giá là lựa chọn làm điểm trú ẩn vì nó đủ cao trước lượng nước đổ về, được ví von cả sóng thần khi mà đập Tam Hiệp bị vỡ. Thần Nông Giá có diện tích là hơn 3.000 km², điểm cao nhất trong khu vực này cao đến hơn 3.000 m. Đây là một nơi có hệ động thực vật rất là phong phú. Thần Nông Giá được đặt theo tên của Thần Nông, một trong những vị thần nổi tiếng nhất theo quan điểm của người Trung Quốc cổ đại. Theo thần thoại Trung Quốc, Thần Nông là ông tổ của nông nghiệp. Thần Nông đã dạy người Trung Quốc ở nhiều nghề thủ công và dạy họ cách trồng lúa. Thần Nông được miêu tả là có đầu như là sừng bò, đuôi bọ cạp và chân rết. Ông được xem là vị thần bảo hộ tính mạng, sức khỏe của người Trung Quốc. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng lật ngược lại vấn đề đập Tam Hiệp có an toàn hay không. Sẽ cần có những ví dụ cụ thể. Ví dụ cụ thể xem những trận lũ lụt lớn nhất từng xảy ra trong lịch sử Trung Quốc như thế nào. Trận lụt lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc và được ghi lại bằng văn bản cụ thể diễn ra vào năm 1870 với dòng chảy cực đại tới 105.000 m³/giây. Con đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu được dòng nước chảy mạnh hơn nhiều, có thể lên đến 124.300 m³/giây. Và những trận lụt lớn như vậy tất nhiên rồi chưa từng xảy ra ở trong lịch sử. Với dòng chảy 124.300 m³/giây, người Trung Quốc đã tính toán rất xa và đó là trong điều kiện mà đập vẫn giữ nước. Còn thực tế là đập Tam Hiệp có tới 23 cửa xả tràn sâu và 22 cửa xả trên bề mặt để giúp xả lũ hiệu quả và vững chắc. Đập Tam Hiệp cũng có một hệ thống giám sát an toàn hoàn chỉnh được triển khai đồng thời với dự án khi mà xây dựng. Có tổng cộng 12.000 điểm giám sát cho đập Tam Hiệp. Nếu có một bất thường nào, dù là nhỏ nhất thì tất cả đều sẽ nhận được cảnh báo. Một câu hỏi nữa là đập Tam Hiệp có thể chịu được sức công phá của bom nguyên tử hay không? Chủ đề này thì liên quan đến vấn đề quốc phòng. Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng đập Tam Hiệp vào những năm 1950, thì những kỹ sư quân sự của Trung Quốc đã tiến hành một số lượng lớn các thí nghiệm về các vụ nổ khác nhau, trong đó có cả những vụ nổ liên quan đến hạt nhân. Cuối cùng họ đi đến kết luận, kết cấu của đập Tam Hiệp thuộc lại kiểu hình đập trọng lực bê tông, có khả năng chống bom tốt nhất và sẽ không bị vỡ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!